Cách cài ứng dụng cho camera hành trình DDPI Mini 5 trên Android hay là điện thoại Samsung. Đầu tiên mình vào cửa hàng Play, đánh vào cửa sổ này chữ DDPI. DDPI đây, ứng dụng của nó đây, có cái biểu tượng như này, ấn vào cài đặt, đợi một chút máy sẽ loát xuống và cài. Trong lúc này thì mình hãy cắm camera hành trình DDPI Mini 5 bằng cái dây nạp của điện thoại Samsung cũng được, cắm vào camera rồi cắm vào USB của máy tính để cấp nguồn cho nó. Đồng thời thì làm như vậy thì nó cũng sẽ cho phép mình truy cập vào bộ nhớ trong của camera bằng máy tính để mình copy các cái file ghi hình ở trong bộ nhớ trong camera hành trình ra ổ cứng của máy tính để sử dụng vào việc gì. Đó thì là tùy các bạn. Nó kết nối với máy tính tương đối dễ dàng, giống như kết nối bộ nhớ của một cái điện thoại với máy tính. Đây là một cái điểm rất hay, dễ dàng lấy file ra. Bây giờ thì đã cài xong và ấn vào mở. Rồi, ấn vào mở, cho phép truy cập thông tin vị trí trong khi dùng ứng dụng, cho phép. Bây giờ là phần mềm đã được cài đặt xong. Mình ấn vào cái chữ device ở phía dưới này, màn hình này. Rồi ấn vào add new device. Ấn vào add new device. Ấn vào cái nostrand.com là cái bên trên cùng này. Rồi, sau đó ấn next. Rồi ấn connect to wifi. Ấn vào set, khi nó nổi lên cái bảng các kết nối wifi này thì mình ấn vào DDPI Mini 5 đây. Rồi, mật khẩu mặc định của nó là từ 1 đến 9 đến 0 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Rồi ấn vào xem đã đúng chưa. Rồi ấn vào kết nối. Rồi, đang kiểm tra chất lượng kết nối internet. Thực ra là kiểm tra cái kết nối với cái cam hành trình. Ấn vào giữ kết nối. Rồi quay ra. Ấn vào nút quay ra thì thấy là nó đang kết nối với camera đây. Rồi, và bây giờ là Save chip data to cloud, ấn OK. Ấn vào modify now. Nó cho ấn vào đấy là để mình đổi path, nhưng mà mình không nên đổi. Quay lại. Này, tắt cái đường ngoài đi. Như vậy là đã đang kết nối với cam hành trình rồi. Tất nhiên là trong trường hợp này mình đang cắm thử nó ở trong cái cắm thử nó trong nhà, cắm vào cái USB máy tính thông qua cái cáp nạp của điện thoại Samsung, nó cũng vừa rắc. Cái rắc này mình thấy là nó khi mà cắm bằng cái rắc xịn nó có hai chiều, cắm chiều nào cũng được. Nhưng mà cái rắc đó thì mình đang nẹp ở trong xe rồi. Thế mới sử dụng được có mấy hôm thì thấy là chất lượng của con này phải nói là ưng ý. Tại vì cái mục tiêu chính của mình thì là muốn là cái hệ thống chống rung của nó tốt, thì nó thể hiện được. Nếu như mà mình trước đây mình hay quay bằng cái điện thoại đi đường vào những chỗ sóc,
thì nó không thể nào mà xem, nó rung lắm. Nhưng mà quay bằng cái cam hành trình DJI Mini 5 này thì phải nói là nó hệ thống chống rung của nó khá tốt, gần như là không có sự khác biệt nhiều giữa cái đường phẳng và cái đường sóc. Thì đấy là một trong những cái mà đặc biệt hơn so với các cái video review khác của các cái bạn review khác, là các bạn không nói đến cái việc đó. Mình thì trước đây mình đã quay bằng cái điện thoại, sau đó mình thấy là không ổn và mình đi tìm cái giải pháp thay thế, thì mình nghĩ đến là sử dụng cái cam hành trình này. Thì đúng là nó đáp ứng được, đặc biệt cụ thể là bằng cái DJI Mini 5 này với cái giá dưới 3 triệu. Hình ảnh thì quá tốt, 4K, bộ nhớ trong 64GB và nhấn mạnh là chống rung khá tốt, rất tốt, có thể nói là rất tốt. Ok, như vậy là đã hoàn thành cái việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại.